hôm nay anh không có được về nhà. Đồng ý. Rồi, ổng nhất định là không nghe máy luôn. Nói cái gì ngộ nghĩnh vậy trời? Hẹn báo chí cho người ta tới, rồi người ta tới đầy đủ rồi, không xuất hiện. Không xuất hiện rồi cũng không nhắn tin, không trả lời điện thoại gì á. Chịu nổi không? Trời ơi, ông làm mẹ quá, tôi nhức cái đầu quá à. Chồng của tôi, để tôi tự lo. Anh đi họp. Họp thiệt không? Thôi được rồi, anh gọi điện thoại cho đối tác cho em biết. Thôi, em giỡn thôi. Chồng mẹ mẹ không có tin. Ừ, bọn anh có một người vợ không hiểu chuyện nó như vậy hả? Ôi, chồng lăng nhăng mà còn kéo về được. Nhiều bí kíp lắm đúng không? Chia sẻ coi. Thì cũng đâu có bí kíp gì đâu. Thì hồi đó thật sự là hai vợ chồng Thảo là cũng tính đường ai nấy đi rồi đó. Nhưng mà từ lúc mà tôi sanh bé đầu tiên á, chồng tôi thay đổi dữ lắm. Đi đâu cũng về đúng giờ, đi đâu cũng nghĩ tới vợ con và lúc nào cũng ưu tiên vợ con hết á. Hai người làm cái gì vậy? Em làm cái gì? Chị nhìn mà chị không biết hả? Hai chúng tôi yêu nhau đó. Cái đồ chơi trẻ. Nè, Trinh là người yêu của tôi, cô mà dám đụng tới Trinh, đừng trách tôi đọc mắt. Nói chưa? Chị nghe rõ chưa? Tôi mới là người mà anh Minh yêu, còn chị chỉ là viên gạch lót bên đường thôi. Là đồ đàn bà hết thời. Cô sẽ tống cổ chị ra khỏi nhà và thay thế vị trí của chị. Vì chị là loại đàn bà không biết đẻ. Mà loại đàn bà không biết đẻ là đồ vô dụng. Chị là đồ vô dụng đó, chị nghe rõ chưa? Thank you.